Cụ Triệu Thế Phương sinh năm 1924 tại Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại thành phố Los Angeles, Mỹ, hỏi: Đức Phật dạy nơi Kinh Hoa Nghiêm, trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào. Sao những đệ tử lớn của Đức Phật kiết tập những lời của Đức Phật dạy, rồi viết ra thành những bộ kinh như hiện nay? Xin Thầy giải rõ ý Đức Phật nói là như thế nào? Trưởng ban trả lời: Phần câu này Đức Phật nói, người học kinh nhà Phật phải hiểu căn bản có hai ý tánh và tướng như sau. Một, về tánh, Đức Phật nói là trong 49 năm ta chưa hề nói một câu nào. Đây là Đức Phật nói chỗ tánh chân thật của mỗi người. Vì sao? Vì tánh chân thật của mỗi người nằm ngoài sự hiểu biết của tri thức trần gian này, không dùng ngôn ngữ của thế giới này mà nói đến được. Do đó, Đức Phật phủ nhận lời của Ngài để mọi người nhận ra cái chân thật của chính mình. Ai nhận ra được lời dạy này, người đó hiểu lời Đức Phật dạy, tức ngộ đạo, cũng gọi là Đức Phật chỉ cái tánh chân thật của mỗi người là không dùng ngôn ngữ của trần gian này để nói. Hai, về tướng. Trong các kinh điển hiện giờ, chúng ta được đọc, các ngài dùng những ngôn từ và hình ảnh của trần gian này để cho ai muốn tu theo lời của Đức Phật dạy, nương theo đó mà tu để được giác ngộ và giải thoát. Những quyển kinh giống như ngón tay chỉ mặt trăng vậy. Xin lưu ý cụ chỗ này. Cụ phải hiểu, các kinh nhà Phật hiện nay được xếp vào loại tướng thế gian. Vì đây là tướng thế gian, nên là phương tiện để cho chúng sanh hồi đó cũng như hiện nay nương theo lời dạy của Đức Phật mà tu tập hay tu hành. Tôi xin nói rõ, cụ đừng cho kinh điển của Đức Phật dạy là chân lý, mà chân lý là thứ không dùng ngôn ngữ của trần gian này nói đến được. Người tu đạt được chân lý rồi, chỉ cần mái động niệm thật nhỏ khởi lên thôi là chân lý liền bị che khuất ngay. Cụ Triệu Thế Phương nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban.